ai cho nó chết mà nó chết đấy là các câu cụ thường có cái câu xem trong một số bộ phim là câu ai cho nó chết mà nó chết nhưng đây nó chết nó chẳng bảo gì các anh em ạ các anh em nhìn thấy đây đây là một cây trà mi em của nhà bố em à, hiện tại thì nó đã bị uh, đi về với uh, đi niệm rồi nói chung là theo các quan niệm đó là nó đã hẹo rồi lý do rất đơn giản là đôi khi là không để ý đến ở nhà em đi vắng công tác và về hôm nay thì thấy sự thật đau lòng Thực ra cây thì chuyến này ông cũng đang bận ở làm dưới ao Nên là không có để thời gian để ý đến nó và đã bị hẹo Thì đây là nguyên nhân các bác nhá Trước hết các bác có thể nhìn thấy đây là những cây trà mi Cũng là cổ, nó chưa đến mức là bị hẹo Nhưng mà có hiện tượng sẽ không Chúng ta không khắc phục sẽ bị hẹo Đây là những cây trà mi mà nó đang bị uh, kém sức sống bị sốc nhiệt và cũng như là bị vừa rồi là có cái thời gian mà nó làm cho cây kém sinh trưởng và phát triển cũng như yếu tố bệnh tật, cây cành khô rất nhiều, bỏ cành liên tục và cái mầm lộc non nó không lên. Mọi người lưu ý nhé Nhìn mầm lộc non như thế này như là cây nó cây trà mi nó không chết ngay Mà nó sẽ chết từ từ Và khi chết rồi nó bắt đầu có hiện tượng rồi Chúng ta không làm thì không có phương pháp nào để cứu chữa nữa cả Lúc đấy chỉ có ngải cứu thôi các anh em ạ Thì đây em sẽ cho mọi người Minh chứng cho mọi người thấy đây là cây này Và khi mà em vừa rồi em bố em điện Và em đã bảo bố là sử dụng phương pháp Đó là cắt bỏ các tất cả các đầu lọc Cắt bỏ nha không phải là cắt để lấy hom đó mà cắt bỏ cho cây nó khỏe thì sau khi cắt thì cây nó sẽ tức nó sẽ tạo ra những điểm tức đây mọi người nhìn thấy lọc bắt đầu lên rồi lọc bật xanh rồi đấy thì cắt một số cái đầu mà cứ đen đen chúng ta sẽ cắt để tạo lên cái đầu lọc xanh trên cây này làm cho chúng ta uh, được cái cây nó khỏe khoắn hơn và cây nó đẹp hơn thì chúng ta cần phải cắt để tức và có đôi khi nhiều anh em hỏi là tại sao cây của anh bị héo thì cây của anh bị héo là do nó nhiều yếu tố nên là yếu tố đầu tiên là xem lại bộ rễ nếu bộ rễ ok thì chúng ta sẽ Vấn đề là xem lại bộ rễ và phân Phân mặn quá cũng không được Và phân nhạt quá thì cây không có chất ăn Thì cũng không, thì nó còn cằn nó còn đỡ Như đây là cây này em đã cắt và cắt bỏ đầu lọc Để cho cây nó phát triển tốt hơn Để cho cây nó khỏe hơn Nên là mọi đây cũng là một bài học cho mọi người Đó là bài học xương máu Đó là bài học bằng trả giá Đó là bằng vào túi tiền của bản thân đó là chúng ta hãy chú ý chăm sóc cây hơn và cập nhật tình trạng cây khỏe yếu chúng ta hãy nhìn vào mặt lá để cho biết do thời gian vừa qua thì em bận việc ở cơ quan đơn vị nên là không có thời gian để làm video thời gian tới đây em sẽ làm nhiều video hơn nữa để chia sẻ cái một số cái kinh nghiệm của bản thân đến cho tất cả mọi người để mọi người cùng tham khảo qua đây thì cũng là bài học cho các bác nếu các bác cây yếu quá các bác có thể cắt bỏ cành nhé cắt bỏ đi để nó có thể đầy lộc chỗ khác em xin phép kết thúc video xin chào tất cả các bác